Tôi thui tàn rồi. À, kể đây mở điện cho mọi người. Được hôm lại sớm. Được hôm lại sớm hết của nó rồi mọi người á. Thì nó chưa đến nào đây nha. Lại sớm. Thì có một thằng chú Ôn chú Một ngày này mà lại vẫn còn ngủ nha mọi người. Chú Ôn bà. Bà chú Ôn. Chơi nó hay tội nó quá. Kêu nó chơi phụ. Dạ. Nó lạnh như thế cá. Thì cái kiểu này. Để thử con này. Đi đi để ta làm ra mày cái việc cũ ta đi. Hay mày ngủ mày chơi mày sợ mày tội nghiệp mày. Hai, hello xin chào tất cả mọi người đến kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Thì mình là Danh nha mọi người. Đây là anh Ba. Đó, hôm nay mình lại sớm mọi người đó. Nãy giờ mình ngồi mình chơi máy tính nắng nãy giờ đúng không? Đó, tụi nói giờ là chưa lại mọi người đó. Thì bây giờ ở không mình cũng không được cái gì. Thì sẵn đây làm clip cho mọi người xem luôn đó. Bây giờ mình sẽ nhờ anh Ba hỗ trợ tiếp mình để dàn dựng một cái bối cảnh ghê gợn nhất từ trước tới nay mọi người đó. Hôm nay cho nó chung chọc ghẹo, nó chơi vui chưa bao giờ mà làm cho nó té đá quần. Bữa nay thử làm cho té đá quần thôi được mọi người đó. Giờ mình sẽ đặt cái quay, mình đề co dàn cảnh một cái hiện trường cho mọi người. Ok, mới nhờ anh Ba đi mua đi. Cái cuộc này cũng quen thuộc mọi người quá, mọi người khu vực cấm vào đó, mọi người mấy cái công trình rồi mấy cái này kia mà người ta gào lại đó, cái vô đó mới nhận ra mình. Mình làm thử một cái vốn này thử coi nó có té đáy được quần mọi người. Tại nhà nó đi mình mới có cơ hội mình làm vậy thôi chứ thằng kia nó lẹ hơn mình lắm. Ok mọi người, giờ mình sẽ để coi nha. Tiếp theo chỉ đợi nó vô thôi mọi người. Gì ba? A few moments later.
Dạ. 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 Dạ vậy. Máu em đâu chứ nhá? Dù vậy. Ngáo. Mày lên lại cái gì á? Biết đâu. Cái dây ngang tượng. Mày lên lại cho người ta. Cái dù gì vậy trời? Mày lên chỉ quạt bụng gì chạy ba. Mày kêu vậy coi. Tụi máu không nghe. Bị gì chạy? Thì nào. Dạ. Dạ. Ba. Dạ. Vụ gì á? Dạ. Đỡ không ngờ, đỡ ngáo gì kìa đó tụi. Ba. Ô gì vậy? Cái gì nặng vậy? Dạ. Ba. Vụ gì á? Ba. Này gì? Nhanh. Đi trước anh ba ơi. Ai giết anh ba? Nhanh. Tỉnh như lại đi coi. Chạy ba. Nhanh. Chạy ba. Cứu anh ba. Anh ba bị giết chết rồi. Nhanh. Anh cứu lên sao không? Nghe không? Đừng có. Đâu vậy? Mày kêu nó coi. Để chú canh chú chạy đi. Cứu đi. Nghe không? Vậy chú không mà chơi như vậy nữa ba. Cứu như chạy. Điện mạnh đi. Người ai giết? Người dây này ai căng vậy? Chú điện chú Khánh đây rồi. Chú không anh nó đẩy thật đây chết luôn á. Ông đi đưa cái cú. Ai như này chỉ có con ai căng hả? Biết vậy rồi cái vậy này ai căng? Cú ai căng. Cú ơi mà anh bây chết rồi. Điện cái cú đi. Ủa con mẹ vô sao nó không cú chân vậy? Mày coi vậy coi. Ngược theo hồi cướp rồi. Trời ơi trời. Anh nằm vậy hoài. Cái điện thoại không có tiện nào cái nước. Ba đi ba chết rồi. Anh ba. Mày tỉnh gì vậy? Mày tỉnh coi. Vụ gì? Người anh em lại bỏ xa ta từ đây. Chết. Giờ làm sao? Kêu anh điện chú bác chị giải cứu được không vậy? Nhưng mà không để cho họ chết thì chết rồi. Chú còn thở hơi hơi nè. Dạ nè. Ngồi vậy, thì nói chuyện đi mày. Mày còn tỉnh không? Chết. Thì mấy em giặt nằm nó nhận ra đi chết, cấp cứu đi. Dạ, giặt trước đi. Rồi anh bà sao? Anh bà để từ từ đâu gì chở chứ sao vậy? Để anh tự cái chết luôn gì khùng gì. Không để mày chở hổ chờ hổ hành cho hổ hành. Đỡ đỡ chạy lại đi, mày ngồi đứa hoài. Đi. Tỉnh đỡ, đỡ trước đi. Lẹ lên. Cứu bắt tỉnh nào ông nội. Nhanh đi. Ừ. Đỡ nhanh ngồi xe đi. Dạ. Tự tử. Đỡ lại đứa cùng. Mày lộ ra xe tư rồi ngáo nha. Ngáo. Rồi. Mày nó như trong nước vậy. Mày đỡ đỡ nào mày. Đi vô cái thẩu đi. Làm nó đi, nghe đâu nó nằm. Bây giờ cổng đi, cổng đi. Anh cổng nó đi. Đỡ đi, đỡ đi, đỡ đi, đỡ cổng nó. Để đi thôi. Cái chuyện gì vậy? Vậy vậy? Vậy con nghe không? Tí mẹ. Bây giờ mày chở alo, đi nào vậy?
Mày chạy, mày ngủ, mày đi hỏi cứu em, kêu chạy vô nhà, mình đem lẹ lại đi. Lẹ đi. Gặp. Cứu anh ba. Cái gì nữa? Cứu anh ba. Anh bị vậy? Cứu anh ba đi tao. Cứu một cách nào? Mà đợi cái tao nó chết rồi. Mày sao rồi? Mày bị gì? Anh làm gì? Mày ổn, mày ổn định không? Người ta vô cướp. Bây giờ mày nằm đỡ đây đi. Để tao kêu mấy đứa nó lại đi rồi chở mày với ngáo đi chứ giờ tao này ngán không có nổi. Tao đỡ tao nó bị đầm chết rồi. Hé kìa. Làm gì mà ai kìa cậu chế? Vô cướp. Hé, tại nhà, tại nhà nó khóa cửa này đi. Giờ nó vậy đi. Cô quên bà đi, nó dở cho tao bị đầm chết rồi. Bây giờ mày ẩm ra đây, ẩm anh nè. Không đụng con sao không nó được. Cãi mày, bước lại anh đi. Mày cầm quay vô mày đem cổng đi, để nó cổng nổi. Trời ơi, anh làm gì vậy? Cái 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 gì vậy? Cậu anh ba đi. Cậu anh ba đi chạy. Cậu anh ba đi ba. Chạy đi chạy đi con. Dở nó lên. Dở nó nổi đâu. Tiếng tôi chạy nó nặng nó chết. Nặng nó quỷ chứ mày. Qua đỡ nhanh đi. Cậu anh ba đi. Cái vụ gì vậy trời? Nè, cậu đi. Được không? Nó nặng quá à. Đi. Vụ gì á? Cái vụ gì vậy trời? Chạy lên. Chạy lên. Chạy lên đánh lấy cái máy quay vậy sao? Có vậy? Trời lại đi đi nè. Trời lại đi lẹ đi. Lớn. Đó là xe nè. Quay cho tao đi. Quay cái máy quay lúc này lẹ đi cho tao đi. Ủa gì vậy? Quay gì máy quay gì đâu đây vậy? Đi đi, công an dừng hiện trường đó. Nè. Dừng hiện trường, công an mới quay lại cái hiện trường đó. Cậu sao lên đi? Ừ gì chạy? Quay đi, quay khúc này đi. Rồi. Lấy quay khúc này vô để công an mà chứng nghe sang. Cậu ra đi. Ê. Cậu sao nữa? Đâu ra máy quay đặt nó vậy? Quay khúc này đi, cho công an làm bằng chứng với công an. Để đi, kìa nó kìa. Ê, máy quay nè. Mẹ, mày cái thằng có này, kêu đỡ hoài, không đỡ. Kêu đỡ, không mày đỡ nha. Cái con gì hoàng vậy trời. Đi. Bà sợ con. Lấy cái máy quay quay theo cho công an, tao biết coi. Lẹ đi, nhấn lên, lên bệnh viện nè. Chở đi bệnh viện kia cơ mày. Đi Tòng. Thôi, dính hết rồi. Đi Tòng, chở đi bệnh viện đi. Quay mấy khúc này lại cho công an ta thấy mới được. Cái gì vậy? Chạy đi bệnh viện đi. Anh ba. Chạy đi, tao đừng ngồi đâu. Bệnh viện đi. Công an quay lại khúc này cho công an thấy mới được. Mày quay gì 11 phút rồi? Mày không có. Một mấy à. Quay mày khủng. Quay lại cho công an cái bằng chứng bắt hẳn cướp nãy nó đâm ta, nó đâm anh ba. Hả mày? Nó đâm anh ba. Tao nói thằng đó nó mạnh lắm, chơi không lại ở đâu. Tao biết ai mày, ai biểu mày chi mà quýnh không lại thôi. Kêu tao theo cho tao quýnh chi vậy? Kêu dùng công ty lắm chứ. Đi đây. Cho quýnh chết luôn. Em như quẹ không mẹ, kêu ẩm xe bỏ lên luôn chứ. Mày mệt nha. Coi trong dịp nhà đi. Rồi cái khúc này á, coi bắt được cướp thì nói tao đưa cho công an nha. Mày má mày á. Ai cũng thiệt luôn vậy. Ăn mì ra ăn chưa kịp ăn luôn á. Kêu đi chơi chơi má, kêu mày quay cái khúc mà tao nằm tao la liệt á. Thì con mày nó thấy. Ôi trời. Ok mọi người, mày cầm tới đây kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Nếu thấy hay cũng like cái kênh ủng hộ anh em mình làm nhiều video hay hơn nữa nha. Chào tạm biệt mọi người, bye bye. Chuyển vô với anh ba. Bye.